luôn. Rất nguy hiểm. Anh em chúng tôi xác định một điều trong đầu là có thể xuống dưới nước này để bơi bất cứ lúc nào. Đội trưởng đoàn đang khá căng thẳng bởi vì thấy tình hình khá nguy hiểm. Qua chúng tôi đã thấy một đoàn cứu hộ rồi. Cha cha một đòn bánh tét. Đi đi. Dạ. Rồi rồi. Dạ. Rồi đây. Đây 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 chị ơi. Sao vậy chị? Sao vậy? Đưa thêm phong bì nữa. Chị ơi, chị nói qua sao chị bên sang sao chị? Dạ chị, không, không. Nhà em ở đây chứ, anh chậu ở đây chứ. Hả? Dạ. Đi đâu?